Xin chào các bạn. Thì buổi sáng hôm nay mình đi dạo một vài tuyến phố. Mình đang di chuyển trên đường Trần Phú, hướng từ ngã ba Trần Hưng Đạo. Tuyến đường Trần Phú này mình đang di chuyển về hướng ngã bảy, ngay chợ Phan Thiết, cũng là khu trung tâm buôn bán và thương mại sầm uất của thành phố. Thì tuyến đường này thuộc phường Lạc Đạo. Chút xíu nữa chúng ta sẽ chạy tới một cái vòng xoay gọi là vòng xoay ngã bảy. Đây vòng xoay ngã bảy là các bạn. Bên kia là tiệm mắt kính Minh Nhã, bên tay phải của mình là chợ Phan Thiết. Bây giờ mình đang tiến vào đường Nguyễn Huệ. Đường Nguyễn Huệ này hồi xưa còn được gọi là đường Gia Long. Tuyến đường này tuy ngắn thôi các bạn. Tuyến đường này cỡ chưa tới 1.000m, nhưng mà hai bên tập trung rất là nhiều các shop và cửa hàng bán nhiều loại đồ, hàng điện tử, sắp quần áo và các loại mặt hàng còn thiết khác đều tập trung ở tuyến đường khu vực trung tâm này. Rất là ngắn các bạn, mình chạy hết tuyến đường Nguyễn Huệ sẽ ra tới ngay công viên Nguyễn Thị Minh Khai. Phía đằng trước mình là cầu treo Lê Hồng Phong. Cái cầu treo này bắc qua sông Cà Ti, nối liền giữa hai bờ Nam Bắc. Phía bên tay phải mình bên kia sông là tháp nước Phan Thiết, biểu tượng của tỉnh Bình Thuận. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhập vào con đường Lê Hồng Phong. Phía bên tay phải mình là công viên trung tâm thành phố. Hồi đó là công viên thiếu nhi. Trụ sở VNPT Bình Thuận nằm phía bên tay phải của mình. Tiếp đến là Thế Giới Di Động. Thì tuyến đường này khi mình chạy tới cái vòng xoay, nếu để phải thì sẽ tham gia vào đường Thủ Khoa Huân, đường ra Hàm Tiến Mũi Né. Con đường này hồi bữa mình cũng có quay rồi. Bây giờ mình sẽ quẹo trái. Quẹo trái và chúng ta sẽ chạy vô con đường này gọi là đường Lê Hồng Phong. Ngày xưa ở đây là ga xe lửa cũ. Khu vực đường Lê Hồng Phong này có cái chợ phường Phú Trinh và Phú Thủy, buôn bán sầm uất tấp nập. Tuyến đường này giờ cao điểm rất là đông đúc, người mua kẻ bán rất là nhiều. Thì tuyến đường này mình có thể chạy thông ra đường Trần Hưng Đạo ngay ngã ba Tam Biên. Phía bên tay phải mình là trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu. Đường này có vài ba tiệm bán bánh tráng trộn và chả cuốn rất là ngon. Nếu các bạn có dịp đi trên tuyến đường này và ghé những cái quán bán chả cuốn và bánh tráng trộn để thưởng thức cái món ăn đường phố của Phan Thiết như thế nào.
Phía bên tay phải ngay đèn xanh đèn đỏ của mình là Viễn Thông A. Đây là ngã ba Tam Biên các bạn, hay còn gọi là ngã tư, nhiều người gọi là ngã ba, nhiều người gọi là ngã tư cũng không rõ. Thì mình vừa ra khỏi đường Lê Hồng Phong là nhập vào con đường Trần Hưng Đạo. Phía bên tay phải mình là ngay ngã ba, quẹo phải xuống là đường Tôn Đức Thắng, đi ra siêu thị Lotte Mart và cũng có thể đi ra Mũi Né được. Thời tiết mấy ngày này rất là thất thường, lúc nắng lúc mưa. Mình nghĩ đi review đường phố thì trời nắng mình quay được cái cảnh nó đẹp hơn, nó sinh động hơn. Trời có mây như vậy thì nhìn cái cảnh nó thiếu sáng. Vừa ra khỏi vòng xoay là gia nhập vào làn đường 19 tháng 4 đến cầu Sữa Muối. Thì đến đây là bỗng nhiên trời mưa cho nên là mình tạm ngừng quay, để vài bữa nữa mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha.